Cái câu mà của bên tại người là chưa đủ, hãy dành những điều tốt nhất cho chiếc xe của mình. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Thịnh Ba Ke, với sở trường là thích nối dốc. Hôm nay là làm nồi nữa rồi anh em ơi. Trên tay là cái chuồng heo đã bị tán lại sai kỹ thuật, đã mất tiền rồi mà tật còn phải mang. Mình đã chia sẻ rồi, nồi winner thì êm lắm, không có bị giọng đâu. Trước mình có làm vài chiếc thấy không có hiệu quả, và từ đó hứa với lòng mình là không tán nồi nữa. Quay lại với cái nồi mới làm có những gì nào. Trên tay là một bộ bố đồ chơi, lá sách thì không còn chỗ chê, quá là cũ nát, tiếp xúc không đều trên mặt bố, gây ra hiện tượng cờ giật, cứ ngỡ là đang cưỡi ngựa không anh em ơi. Còn nữa nha, bốn lá sách không có lá nào giống lá nào, quay rõ cho anh em cùng tham khảo. Cái độ hư hao mà không thể lường trước được, làm nồi thường phát sinh rất là nhiều, đến lúc tháo ra thì hư tùm lum, nên anh em vô cùng thông cảm. Bỏ qua một mớ hỗn độn, chủ xe quyết định vừa zin lại toàn bộ. Bên mình thì vẫn ưu tiên làm nồi zin. Trong quá trình làm, chủ xe có yêu cầu mình là quay video lại nha, và thế là được lên sóng luôn. Sẵn đây chia sẻ cho anh em cùng tham khảo. Cái nồi winner phải gọi là cực kỳ khó chịu. Có mấy anh em hỏi muốn làm cái nồi winner bắt hơn thì phải làm sao, lên năm lò xo hay là đi lò xo nặng, làm sao khắc phục được cái lỗi qua số sượng. Trên tay là lò xo vừa nặng vừa dài, đi đôi với việc là qua số nặng hơn. Rồi quay lại với câu hỏi làm nồi sao cho bác, sau một thời gian dài làm nồi winner đi là so nặng hơn, vẫn là chân ái và cân đối giữa độ bát và độ sang số mượt, mà chọn là so cho phù hợp tùy theo nhu cầu của khách hàng mà mình tùy chỉnh cho phù hợp. Thật sự có nhiều cái nồi bốp rất là nặng, đôi khi mượn chạy thử một vài vòng vô tình lọt vào trong đám đông bốp con mà muốn gãy luôn hai cái tay. Vậy mà mấy ông chủ xe nói là xe của em chạy ok lắm, ga nào ra ga đó. Vì thế cho thấy tìm được một người khách hàng đã khó, đỡ làm hài lòng họ còn khó hơn. Đó là lý do tại sao mình ưu tiên làm nồi zin vừa độ bền và độ ổn định vượt xa những bộ nồi khác. Đoạn video này tuy ngắn nhưng vẫn đủ cho anh em thấy cái giá phải trả cho cái nồi kém chất lượng kết hợp với làm vô cùng cẩu thả, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là khách hàng. Một lưu ý khá là lớn, cái phốt này tuy nhỏ nhưng mà rất là quan trọng, nuôi nhớt cho toàn bộ cây dên. Lóc nồi tháo ra thường xuyên, khả năng bể phốt là rất là cao. Làm nồi mà lột dên nghe thì vô lý nhưng rất là thuyết phục, không kiểm tra kỹ đó là lỗi của người thợ. Làm nồi cũng đã đến giai đoạn cuối rồi anh em ơi, xe anh em nào nồi lì kéo ga xe không đi thì vui lòng inbox cho mình nha, mình sẽ không làm cho anh em thất vọng. Xin chào anh em, thì hôm nay tiếp tục mình sẽ up 60.3 cho chiếc xe V3 nha. Chiếc xe này cũng khá là mới, đi mới có tầm 30.000 thôi. Thì hôm nay mình sẽ nói rõ về vấn đề là làm 60.3 thì gồm những món gì. Thì có rất nhiều anh em hỏi là 60.3 là sao, không hiểu là 60.3 là xe như thế nào. Thì đây là trái bê tông zin này, tháo xe đó nó sẽ nhỏ hơn. Nếu mà nó lên xe thì cái cc của nó là 149cc nha. Còn cái bê tông này là nó to hơn một xí, là trái này 57 đi thì trái này 60 đó, anh em hiểu rõ như vậy ha. Thì cái cc của nó lên 165cc đó. Rồi cái lồng á thì mình sẽ lấy cái lồng mình sẽ sấy lại trái bê tông bỏ vô nó vừa, trái này thì vừa nha. Còn trái này anh em thả vào này lọt ổn luôn đó, không những lọt mà nó lỏng lẻo lét này luôn nè. Đấy 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 là trái 60.3 là như vậy, là đỡ mình nâng dung tích cc lên đó. Rồi thì quay lại với chiếc xe này, thì chủ xe này có kinh phí, mình rất là thích cái kiểu là làm việc là em có 5 triệu, 10 triệu hoặc là 11, 12 triệu đó, thì set up cấu hình như thế nào cho nó ok. Thì như vậy thì mình dễ làm nhất, tại vì 60.3 tầm 8, 9, 10 triệu, 11, 12 triệu thì mình sẽ làm những gì. Đầu tiên làm phần máy trước, đó là từ lòng trái đến họng xăng rồi vô cam là sao đầu. Đây thì đầu tiên là mình sẽ vô một bộ là sao đầu của BRT, thì là sao đầu này đi rất là ngon lành luôn. Đấy, rồi tiếp theo là mình sẽ lên cây cam, một cặp cam của BRT, cam 0 mẫu 0102, cam này đi phải nói là cực kỳ ok luôn. Rồi họng xăng thì cái lượng nạp xả mình cần nó nhanh và nó nhiều hơn thì mình chọn là họng 34, 60.3 luôn, chơi cũng khá là ngon lành. Anh em mà đi họng 32 thì tương đối là nhỏ, 36 thì quá là lớn, canh không được. Một cái lọc trụ STB tẩm dầu Canon là ngon lành. Rồi cái phần lồng thì mình giới thiệu rồi, thì mình chỉ mua trái bê tông 60.3 và mình xoáy lên nó phù hợp với cái lồng này. Rồi tiếp đến là phần đầu V3 này á, hầu như là chiếc này mình tháo ra nó cũng số bắp rất là rơ, không hiểu là hãng người ta làm kiểu như là nó hơi rơ so với bình thường. Thì mình có thay lại là 2 cây ICS và tất cả số bắp mình đều chỉnh miệng và thay phốt hết nha. Đấy đó, chỉnh miệng này ICS nha. Đấy thì hồi giờ mình tin dùng cái dòng ICS này ha. TA cũng được ok, ngon lành. Không mà nếu mà đi swap hãng thì thật sự là nó quá là lỏng, nó lỏng lắm, nó lỏng nó rơi thì nó ré, nó rào nghe nó cũng hơi khó chịu, thì mình lên ICS luôn ha. Rồi cái họng nạp họng xẻ thì mình có xử lý qua móc qua ha, đây móc nạp xẻ cho nó to ra để mình tăng lưu lượng nạp xẻ lên.